Hello everyone, nice to see you again. Today we will learn English 4. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải đề thi học kỳ 2 của chương trình tới lớp 4 nha. Rồi, chúng ta giải nào. Chúng ta học cái bài hỏi giờ rồi. What time is it? Mấy giờ rồi? Các bạn nhớ là what time is it nhé. What time is it? Vậy chúng ta sẽ khoan vào đây. Câu số 2. Bố của tôi làm một nghề gì đó. Rồi, bố thì không thể làm student được. Student là học sinh. Bố mà làm học sinh thì không được rồi. Ở đây chỉ có nghề doctor hoặc the driver. The driver có chữ sờn sau này là số nhiều, không chơi được. Chúng ta phải chọn doctor. My father is a doctor. Rồi, cái bài câu số 3. Nam thì cái gì hơn hùng? Cái này là cái bài unit số 13 đó. Ai cao hơn, anh trai tôi hay là bố, anh trai hay là bố đấy. Cái này cao hơn, chúng ta nhớ xài taller. Nam is taller than Hùng. Rồi, câu tiếp theo là hỏi giá. Cái quần tây giá bao nhiêu tiền? Các bạn lưu ý cái quần là hai ống cho nên đưa liệt vào số nhiều. Liệt vào số nhiều cho nên khi hỏi giá chúng ta phải hỏi là how much are. How much are the trousers? Nếu mà cái áo sơ mi á, áo sơ mi là t-shirt, thun á, là t-shirt á. T-shirt thì ở đây nhớ xài y nhá. How much is the t-shirt? Nhưng mà ở đây trouser, quần jean, quần tây, giày, dép, những cái mà chúng ta phải xài hai ống hai cái chúng ta mới xài được á, là số nhiều. Cho nên ở đây chúng ta xài a. Tôi muốn đi xem con hổ. Ở đây phải là I want to see tiger. I want to see tiger. Ở đây phải là chọn cái này này, to see này nè. Đó. Câu số 6. Would you like to đi picnic, là go for a picnic. Ở đây có to rồi, ở đây xài một cái go nguyên mẫu như thế này, không thêm s gì hết. Would you like to go for a picnic? Rồi, câu số 7. I'm going gì? I'm going to stay at home. Ở đây phải là to, một cái động từ có to infinity như thế này. Ở đây phải là to stay. I'm going to stay at home. Tôi sẽ ở nhà. Tức là tôi định là sẽ ở nhà đó. Chúng ta hãy đi tới cửa hàng bánh kẹo nhé. Các bạn học bài số 10 mấy rồi. Chúng ta hãy đi á, là các bạn nhớ let's go. Let's go. Nhớ chưa? Let's go to the West. Rồi, phần nghe và viết số thứ tự và các đáp án sau. Không nghe ha, thì không phải đây. Rồi, bài số 2, nối câu cột A với câu tương ứng cột B nè. What time is it? Mấy giờ rồi? Ở đây chúng ta phải tìm một cái câu trả lời về thời gian. Ví dụ như là câu B, it's 7:30, 7 giờ 30 rồi, chúng ta phải nối lên đây. Rồi, câu 2, what does he look like? Cái bài này bài số 13 này. What does he look like? Anh ta nhìn như thế nào? Đang hỏi về ngoại hình của anh ta. Chúng ta phải trả lời anh ta gầy, mập, thấp, béo gì đấy. Chúng ta chọn câu D. He is tall. Rồi, câu số 3. Where are you going this summer? Các bạn lưu ý khi nó bắt đầu từ where, nó có nghĩa là ở đâu. Nó có nghĩa là ở đâu. Nhớ chưa? Where nó hỏi về ở đâu. Tức là bạn sẽ đi đâu vào mùa hè này. Cái này chúng ta phải chọn một cái nơi mà có địa điểm, như là câu A, I'm going to Sapa. Rồi, what animal do you want to see? What animal do you want to see? Bạn muốn xem con thú nào? Animal là con vật, bạn muốn xem con vật nào? Đây phải liên quan đến con vật. I want to see monkey, tôi muốn xem monkey. Đó. Đó là bài 2. Chúng ta sang bài 3. Đọc đoạn văn và hoàn thành câu ở bên dưới này. Phong study at Nguyễn Du Primary School. Phong học ở trường tiểu học Nguyễn Du. Every day he gets up at 6:30. Mà mỗi ngày thì anh ta thức dậy lúc 6:30. He goes to school at 7 a.m. Anh ta đi học vào lúc 7 giờ sáng. School starts at 7:30 a.m. Trường học bắt đầu vào lúc 7:30 sáng. And finishes at 4:30. Và kết thúc vào lúc 4:30 chiều. PM là giờ chiều, AM là giờ sáng. He goes home at 5:00. Anh ta về nhà vào lúc 5 giờ. He has dinner at 7:15 in the evening. Anh ta ăn tối vào lúc 7:15 vào buổi tối. Then he does his homework or listen to music. Sau đó thì anh ta làm bài tập về nhà hoặc là nghe nhạc. He goes to bed at 9:45. Anh ta đi ngủ vào lúc 9:45. Đây nói về cái thời gian của cái bạn Phong. Bây giờ chúng ta hãy điền vào chỗ trống. Phong go to school, tức là Phong đi học vào lúc mấy giờ. Chúng ta vừa đọc rồi, xem bạn này đi học lúc mấy giờ. Chúng ta nhìn lại, thức dậy 6:30 và đi học lúc 7 giờ này.
À, 7 giờ đúng này, 7 giờ sáng này, 7 a.m. Câu số 2, he go home. Go home lúc mấy giờ? Go home at 5 o'clock. À, 5 o'clock, nhìn bên trên và viết xuống thôi. Anh ta làm gì lúc 7 giờ 15? Chúng ta tìm 7 giờ 15. À, đây, anh ta ăn tối với lúc 7 giờ 15 nè. He has dinner. He has dinner. Đã chưa? Rồi, và lúc 9 giờ 45 thì anh ta làm gì? Go to bed. À, go to bed là đi ngủ. À, chúng ta xuống bài 4. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa. À, cái này sẽ là what time? À, what time do you go to bed? What time do you go to bed? Câu này có nghĩa là bạn đi ngủ lúc mấy giờ? What time do you go to bed? Câu số 2. À, món ăn yêu thích của bạn là đồ uống yêu thích của bạn là gì? Thứ nhất là what, đầu câu is your favorite. What is your favorite drink? Câu số 3. Tôi thích khỉ bởi vì chúng rất hài hước. I like monkey. I like monkey. Because it is funny. It is funny. Đó. Rồi câu số 4. Would you like some milk? Bạn muốn uống sữa không? Would you like some milk? Ok. Rồi cái đề thi của chúng ta là hết rồi. Goodbye. See you again.